Vâng, xin chào các bác. Thì hôm nay em về được khá là nhiều đẩy TD Acoustic 4 kênh. Thì cái mẫu này em cũng đã nghiên cứu khá là lâu rồi. Đẹp, chất và rất là xịn sò. Thì hôm nay tiếp tục nhập về để phân phối cho các bác. Con đẩy này trọng lượng là 27kg một con. Công suất của nó là 1000W của một kênh. 4 x 1000W, mỗi kênh 1000W. Đấy. Này có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 con. Này nhập tặng 13 con về phục vụ các bác. Các bác nhìn nguồn nó có vật vã, có đẹp không? Nguồn của con này nó là 22 phân các bác nhá, 22 phân. Và chạy sò thì nó chạy 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 5, 5, 10, 20, chạy 40 sò. Và nó sẽ bù áp bằng IRF các bác nhá. Con này bù áp bằng IRF nên công suất nó đạt 1000W một kênh, rất là khỏe. Các bác nhìn con này máy thì nó khá giống cái máy của dòng PDCG hoặc là dòng máy của APV 4008. Đấy, nhưng mà cái con này công suất mạnh hơn, khỏe hơn. Tiếng đánh sáng hơn. Em bao cho các bác tiếng đánh sáng hơn luôn. Nó chạy 2 4 6 8 10 12 14 16 tụ. Các bác nhìn cái linh kiện nó này. Và các bác nhìn cái độ đẹp của nó này, độ đẹp của linh kiện. Nó rất là xịn sò luôn. TD Acoustic. Rất là đẹp đúng không? Và đây là phần nguồn. Phần nguồn của nó thì sẽ sử dụng là 104 52 0 52 104 V. Con này là chạy mạch cân H các bác nhá. Và riêng hãng TD thì nó xử lý cái phần pre tín hiệu đầu vào này. Đây các bác cùng nhìn này, nó rất là sáng, rất là sạch, tiếng rất là hay. Đây là mặt sau. Tụ thì đều có tụ chính hãng, tụ xịn của TD Acoustic 80V 15.000 microfarad. 1000W một kênh. Con này thì nếu mà các bác chơi, bao cho các bác đánh 4 cặp 30 luôn. Mỗi kênh 1 cặp 30. Cháy em đề, cháy. Bảo hành cho các bác. Đấy, các bác cùng nhìn. Các dơ le rất là gấu, rất là to luôn. Dây cấp. Và đặc biệt nó sẽ sử dụng đến 8 diode. Đây, 8 diode. Mỗi bên 4 con. Nó cho cái hiệu suất của nguồn, hiệu suất của mạch nắn nguồn và tụ đến công suất đạt cái mức độ cao nhất có thể. Rồi bây giờ em sẽ đi em test cho các bác nghe thử cái chất âm của nó. Thực sự là nó rất là uy lực, rất là mạnh mẽ và rất là hay. Đấy. Lên đến 117 dB các bác nhé. Nó sẽ ngang với cả những phòng bay, đánh ngang cả những phòng bay. Mà các bác nghe con đẩy này, khi tiếng quả gió nó chạy dí sát tai và bắt đầu bên kia thấy, có nghĩa là quả gió này nó chạy rất là êm các bác nhé. Nó sử dụng quả gió rất là xịn. Quả gió xịn thì sẽ mang đến cái chất lượng êm của quả gió. Đấy, rất là tuyệt vời. Ở đây này em đánh này, vừa nãy này em thử này, một con sút 50 này, một con sút 50 này, một cặp full 30 cùng 76 này, một cặp full 30 cùng 76. Đấy, có nghĩa nếu các bác nhá, em nói luôn nhá, nếu các bác làm phòng hát luôn
con này nếu các bác nào phòng hát chỉ cần một con này sẽ đánh tốt được cho các bác ở phòng hát khoảng 25 mét. 25 mét chơi được một con súp 50 này, kênh này chơi một con súp 50 này, một cặp 30 vào đây này, bên này là mỗi chiếc một con đơn 40 luôn, hoặc là một đơn 40 cũng được, à một đơn 30 cũng được. Tại sao thì người ta sẽ thường dùng đẩy 4 kênh và đánh mỗi kênh một chiếc loa ở trong phòng hát thì để người ta căn delay thôi, căn delay cho tốt đấy, nên người ta mới sử dụng là mỗi kênh một chiếc loa, mỗi kênh một góc thì để căn delay cho loa cho nó hợp nhất. Chứ còn bình thường là một con đẩy 4 kênh thì người ta ít ai sử dụng một con đẩy 4 kênh để đánh phòng hát. Nhưng đây em đang nói là về cái mức công suất của nó bao cho các bác đánh được đấy, nó rất là gấu và rất là khỏe. Để em sẽ qua xem lại thông số kỹ thuật của con đẩy này. Này, TD Acoustic MA4100 ở 8 ohm 1000W một kênh, 4 ohm 1400W một kênh, đánh bright đạt 2600W một kênh. Đấy, có lát hát các bác nhé, có lát hát. Riêng con máy này là nặng 25.2 cân, còn cả hộp nó là 27 cân các bác nhé. Đây, thân máy 2U. Kích thước nó là 88.8 cm, chiều cao chiều sâu là 39 cm, chiều rộng của nó là 48.3 cm. Đấy, thì các bác có thể là xem có vừa kệ các bác không. Đây, rất là đẹp, rất là sang trọng rồi. Ok, thì bác nào có nhu cầu thì alo cho em có số điện thoại 0978 790 655. Và cái giá con đẩy này thì nó sẽ biến động có thể theo thời gian vì giá tệ lên tệ xuống của hãng. Đấy, thì hiện tại giá đưa ra rất là tốt cho các bác là khoảng trên 8 triệu một con. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video.